nó có cái hệ thống độ 3 giây tắt máy nè. Chạy ngọt quá, sáng lấy đi vòng vòng đi ngọt quá. Review lên cho anh em xem. Chưa được 20 nha, đang có 19 năm à, lên rồi. Đi đỏ lắm anh em ạ. Yamaha Figo X. Đậu 3 giây tắt máy. Lên lên chạy. ABS luôn á. Con này chạy mới có 11.000 anh em. Thấy không? ABS luôn. 19.500, rất là dễ xài vậy nè. Chạy rất sướng luôn. Con này mới ba mấy cũ nha anh em. Mấy này thì chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ, nó có cái cáp cổng sạc. Này mở yên. Này mở xăng. Xăng bấm luôn rồi, thấy không? Là xịn sò luôn. Rồi anh em nào phù hợp nhu cầu liên hệ nha anh em, chạy rất là nhẹ luôn á.